Xin chào các bạn Ngày hôm nay mình sẽ đi tìm nơi ở của Slenderman Pasta Kẻ bắt cóc trẻ con Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ lên đường và đi tìm nơi ở của người đó nha Ok các bạn ơi, nãy giờ các bạn nghe mình nói gì không? À, bạn nào cố gắng bật lớn lớn thì các bạn sẽ nghe mình nói Đó là ngày hôm nay mình sẽ đi tìm nơi ở của Slenderman Pasta Kẻ bắt trẻ con và trên màn hình các bạn đang thấy đó là những cái lưu ý và những cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải làm đó là wow Kendrin Run không được chạy mới vô là mình có thể lấy một tờ giấy như thế này chúng ta cần phải tìm những cái tờ giấy như vậy và chúng ta phải cần tìm những cái máy phát điện chẳng hạn như cái máy này đây chính là cái máy phát điện và lưu ý nếu mà tìm thấy được nhà của Slenderman Rippy besta thì oh my god kia nó kia chết rồi làm sao đây chết rồi thì các bạn không được nhìn vào mắt của nó nếu không các bạn sẽ bị nó ám ảnh suốt đời ok ok lưu ý nha các bạn chạy đi mấy thằng ngu này còn đứng ở đây nữa nó đến đằng kia kìa chạy đi ở trên kia có máy phát điện kìa rồi hay quá tụi nó đã khởi động máy phát điện à, <laughs> chạy. chạy 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 leo lên leo lên leo lên leo lên cái đậu phòng sao mà leo lên đây ok leo được rồi Đâu rồi 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 mình vừa mới thấy kia nó kìa à. Mình bị bắt rồi các bạn ơi What Mới vô mình mình đã bị bắt rồi Ok các bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm lại nha các bạn Làm lại nha Ok bây giờ thì cố gắng Tránh xa cái tên Slenderman Rippy Pasta kia đi Cố gắng nha các bạn Tên này quá là đáng sợ luôn Mới vào mà mình đã bị bắt rồi Cái gì Oh what the hell Cái gì đấy À Cái này là cái máy bị hư mà mình tưởng là cái gì mà nó sáng sáng tưởng là đâu ra bà tiên hay là ông bụt gì xuất hiện ban điều ước cho mình chứ ok rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đi tìm những cái mảnh giấy và khởi động cái máy phát điện thì ở đây có ba cái máy phát điện nữa các bạn thì các bạn nhìn lên trên cái góc ở giữa là các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái gọi là người chơi nè rồi những cái tờ giấy được giấu nè và tất nhiên là ba cái máy phát điện Ok, máy phát điện kia đang được khởi động Ê! wow, 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 wow. nó đâu vậy? Nó đâu vậy? What the hell? Wow, wow, chạy, 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 chạy Wow, các bạn thấy chưa? Đáng sợ chưa? Đây, máy phát điện đã được khởi động thì đèn sẽ sáng lên Và tất nhiên đèn sáng lên hình như là cái tên Slenderman nó sẽ không có tới mình được hay sao? U, uh, máy phát điện đã được khởi động hết rồi các bạn ơi Hay quá, lần này mình gặp... Ui, nó okay, kìa, what the hell? Slenderman với gương mặt kỳ dị. Kì kì có tờ giấy kìa, có tờ giấy này nè. Đây đây đây. Đây đây. Đây chính là một tờ giấy. Ok, on way watch. Oh no, ấy mắt của tôi. Ê, sao nó có bắt mình quay vậy? What the hell? Tao có làm gì mày đâu mà bắt quay vậy? Cái thằng quỷ Lenderman đi bắt xa kia, Chắc là nó thấy mình giống nó cho nên là nó dí theo mình đó bạn. Chạy đi, mình phải chạy thật là nhanh. Alright. Chạy 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 chạy. Ok ok ok, không quan tâm nó, không quan tâm nó, đừng quan tâm tới nó. Chạy đi. Ủa đồng đội mình đâu hết rồi? Cái đậu phòng đồng đội rồi bảo vệ tí coi mình chỉ còn Ê trời ơi, nó dí mình nữa kìa trời ơi cái đầu phòng nó sao cứ dí mình hoài vậy à, chết chắc rồi lần này chết chắc rồi à, rồi trời gương mặt của nó rất là kỳ dị luôn các bạn không giống như những gì mà mình tưởng tượng ok lần này mình sẽ cố gắng ít nói lại và tập trung vào để đi tìm nơi ở của slenderman cùng với đó là cố gắng né không có để tên slenderman bắt được mình nữa ok chưa tìm được nhà là đã bị bắt rồi vải trưởng thật Ok, sao đây có mấy thằng vậy trời? Ui sao có bốn thằng vậy? Adu à, đâu mới vô là gặp rồi, cái gì mà nhỏ vậy? Cái gì vậy? Tôi mới vô tôi gặp nó hả? What the hell cái gì vậy? Landman có đệ tử đi theo nữa kìa. Vãi chưởng. Thôi chạy đi, chạy đi, tách ra đi, tách ra đây, tách ra đi. Sao cái gì mà mới vô có bốn thằng vậy trời? Cái đậu phòng nhỏ thiệt. Đây rồi, tờ giấy đây. Tờ giấy vẽ uh, yes, đây các bạn chúng ta phải có tờ giấy này rồi một hai tờ rồi thì tìm được hai tờ rồi à, mở được cái máy phát điện rồi bây giờ thì lại tiếp tục đi tìm thôi ok mới vô đã gặp nhưng mà cái quan trọng là slenderman có đệ tử đi theo nữa các bạn phải trưởng giờ mới biết á ok 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 đây chính là một cái nhân vật rất là đáng sợ luôn các bạn ô oh, đây 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 đông cluck ok không được nhìn không được nhìn nó không được nhìn nó nhưng mà lẽ 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 ai ôi nó dưới kia đứng ở dưới kia nó no, nó no, nó no. What the hell sao mình bị bắt hoài vậy Chúng ta đang ở trong một cái trường học Và đây đúng là cái nơi để tên Slenderman có thể bắt cóc trẻ con luôn các bạn Đó Bây giờ thì mình đang cố gắng lần này là rút kinh nghiệm Đi chung với mấy thằng này đi cho chắc ăn Đi đơn đơn lẻ lẻ nó chụp mình dễ quá Ui trời ơi mới vô mà hai thằng đã bị bắt rồi là sao Cái quái gì ôi sao thằng này nó đang xì lì vậy Ok đây đúng rồi thu thập mấy cái tờ giấy đi Cố lên mấy bạn ơi Lần này mấy bạn phải cho tôi win một lần nha Đây rồi mấy tờ giấy Ủa này không phải để này không lấy được Rồi ok 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 Đây rồi máy phát điện của tao wow, quay nữa rồi cái đậu phộng chơi gì kỳ vậy Cái gì mà mạnh mệt, mệt rồi nha Bật kìa nha Đây 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 Can run can run Run cái gì mà run Ok cứ chạy đi Đừng có quan tâm tới mấy thằng này Trời ơi sao cái, 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 cái cảm giác y như là đây đòi một tờ giấy nữa nè bạn đây cái hình này là dễ Sandman đang ở trong rừng nè wow những cái tấm hình rất là kinh dị và đáng sợ rồi khởi động cái này lên ok ơi mình đi lẻ lẻ vậy cái chừng nó bắt mình nữa rồi đó mình thấy khổ rồi đó nha đó thấy chưa thấy chưa mình biết ngay mà nó bên kia kìa mấy bạn ơi mấy bạn chạy mấy bạn nó bên kia kìa mấy thằng này cứ qua bên đó làm gì vậy trời ơi giờ này còn ngứa mũi nữa khổ ghê á nào tôi không có muốn bị bắt lần nữa đâu mấy bạn ơi trời ơi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi, chết rồi. cái đậu phòng sao mình ngu vậy mình vô cái phòng này nữa tắt đèn tắt đèn tắt đèn ơi tắt đèn nó thấy mình luôn sao ta mình ngu thiệt á mình ngu thiệt á Chạy. Chạy đi. Đây đây rồi, can run can run Sáu tờ các bạn ơi, tắt đèn tắt đèn tắt đèn. Khi mà Slenderman xuất hiện á, nó sẽ hiệu ứng như thế này nè các bạn. Đó, các bạn thấy cái hiệu ứng không? Cái hiệu ứng nó rè 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 rè, rè đó, y như là tivi các bạn đang coi mà nó bị rè rè đó. Ok, yes, chúng ta đã tìm được tám quyển rồi. Ok, tìm được rồi. Nãy giờ mình tìm lần này mình đã chiến thắng được một lần rồi các bạn thấy chưa cuối cùng mình, <laughs> mình, cũng đã chiến thắng rồi nói chung á tên Slenderman Rip Ipasta này hắn ở khắp mọi nơi khắp mọi nơi luôn chứ không phải là cái căn nhà ở một chỗ không à, có thể hắn xuất hiện trên trường học nè có thể xuất hiện ở trong những cái nhà kho nè giống như hồi nãy giờ các bạn thấy đó thì cái cái tên này nói chung là nhà của của hắn ở khắp mọi nơi hắn cứ đi lòng vòng lòng vòng để bắt trẻ con vậy đó, đó rất sợ sợ vãi trưởng rồi lần này là tiếp tục cố gắng win một lần nữa nha các bạn Cố lên Cố lên lần này là không có thể thua được Tức lắm Thua là tức lắm các bạn à Chịu không nổi đâu Rồi come on Yes Ồ oh, lần này là ở ngoài ở ngoài phố luôn các bạn ơi Đây là nơi công cộng luôn rồi Rồi tên này coi như là công khai gọi là đi bắt luôn rồi, rồi Ghê quá Các bạn thấy rip Rippy Pasta Iron Land Man rip Pasta như thế nào Đáng sợ u uh, Hình của hắn kìa Ghê phải Trời TV cũng có hình luôn nè Ui, ui. đó đó khi mà xuất hiện lại chớp chớp vậy bạn đó 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 ui, chạy đi có một bộ xương hòa oh, không nói chuyện đâu lo tập trung tìm mấy tờ giấy đi bị bắt nữa bây giờ sợ lắm rồi không có muốn bị bắt nữa đâu cố lên nào chỉ cần tìm được 8 tờ giấy và khởi động ba cái máy phát điện lên là tên landman nó sẽ không có làm gì được chúng ta nữa đâu rồi đâu rồi đâu rồi đồng đội ơi đồng đội đừng bỏ tôi mà đừng bỏ tôi đâu hết rồi nhanh 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 đây là đồng đội rồi ok <cười> <cười> hồi ok <luôn> <laughs> ê đồng đội ơi you can escape u uh, nó kêu là mình không thể nào trốn thoát khỏi nó đâu ok ok các bạn thấy chưa mình là slenderman hoạt hình rất là hiền lành với các bạn nhỏ còn lên lenderman Riết thì là chuyên bắt cóc Bắt cóc mình luôn mới ghê chứ Bắt cóc mình luôn Không tha cho mình luôn các bạn Ok lẽ giờ sắp chưa tìm được cái tờ giấy nào hết vậy ta Wow hình như lần này tìm giấy rất khó bạn Kê 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 Không thấy không thấy hắn ở đâu hết nhưng mà thấy chớp chớp là hiểu rồi Đó mà nói chết rồi đừng cục rồi đừng cục rồi chết cha chết cha chết cha Đừng cục rồi giờ sao đấy Chết rồi mình phải đi với đồng đội kìa thì mình mới an toàn được còn mình đi một mình thì đây 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 know ngoài, yes đây rồi đồng đội mình rồi uh, có đồng đội là vui rồi ok này đi tắm biển sao mà lại mặc đeo phao vậy? trời ơi đi tắm biển à mày đùa chắc này là đang trốn thoát của các bạn nhìn mặt trăng kìa đáng sợ đáng sợ vậy bây giờ mình phải vô mấy cái cái giường cây trong đây cái gì vậy cái đậu phộng thằng nhóc Slenderman uh, Star nó đã uh, gọi là sợ tụi mình quá nên là bỏ chạy rồi các bạn <laughs> chúng ta đang ở trên một con thuyền cổ không phải cổ nữa mà con thuyền này nó đã bị hư rồi bị bỏ hoang rất là lâu rồi và đây đúng là một nơi sẽ dễ rất dễ xuất hiện những con ma và đặc biệt là lần này sẽ xuất hiện Slenderman Ripperbasta đó chưa gì là một thằng đã bị bắt rồi quá là đáng sợ luôn trên cái con tàu này có gì không? ơi mình nấp trên con tàu này chắc không sao đâu ha anh à, đùa, không được không được các bạn ơi. Bây giờ phải đi chung với mấy thằng này thì mai ra mình còn sống sót được. Ok, đi theo anh. Chưa gì một thằng nó bị bắt rồi, mình nghi quá. Mình nghi quá chạy vòng vòng ngoài đây thấy nào cũng bị bắt. Ơ đâu rồi đâu. Đi theo tao nè. Tắt đèn đi, tắt đèn đi. Hình như mình tắt đèn là sẽ không phát hiện ra mình hay sao các bạn. Nhưng mà chưa gì mình đã thấy có một người tên bị bắt rồi. Bị bắt một tên nữa rồi, là chỉ còn có 5 người nữa thôi. Ui cái thằng da đen này nhìn nó ghê quá bạn ơi Trời ơi, hình như hình như nó gặp hay sao á Thấy nó chạy kiểu này là chắc nó gặp rồi các bạn chạy, chạy đi chạy đi chạy à, đi Ok à dưới đây nhảy được hả Mình tưởng nhảy ở đây là cái này ngẫm luôn chứ Đây đây rồi máy phát điện rồi máy phát điện Máy phát điện rồi máy phát điện rồi Ok mở mở máy phát điện lên Nó lấy được tờ giấy các bạn Nó lấy được tờ giấy rồi Nãy giờ chúng ta đã tìm được ba tờ giấy rồi các bạn Come on Điện uh, phát sáng lên nào Lên nào rồi lên đèn rồi lên đèn rồi lên đèn. ủa mà sao tối hôi vậy chắc là nó mở đèn ở đâu các bạn ok thằng này cố gắng quyết tâm coi này không để được để thua đâu. Ui, trời, thế nào ui rồi hết rồi mày đường nào đấy lên lầu à ok ủa đường này nó đi xuống mà ơ à, hình như có thằng nào ở ngoài mới nhảy nhảy các bạn ghê quá ghê quá đi các bạn ơi cái chỗ này như là nhảy lên đường nào Come on, come on. Yes, dễ được rồi. Yo, man. Đi tìm tờ giấy mà khó gì vậy ta? Wow, 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 khoan từ từ nha, từ từ nha. Từ từ cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. oh, nó oh, oh, kìa biết ngay mà. Mình biết ngay mà. Thấy chưa? Mình kêu từ từ là mình nghi rồi. Tại vì mình nghi rồi mình mới kêu từ từ. từ. <laughs> ok, Chọn cái bốn người à. Ôi oh, sao thằng kia đâu? Kay, cái... kay gì vậy? Sao tụi mày không đi tìm tờ giấy nào đi mà tụi mày còn bỏ chạy nữa Chết rồi các bạn ơi Giờ sao đây Ui, cái thằng quỷ da đen này làm hết hồn Nó đang xì lì các bạn Sao mình đi lòng vòng cái con tàu này mà mình không thấy được cái gì hết ta Mình không tìm được một tờ giấy hay là một cái Cái gì luôn á Ok rồi xong rồi xong rồi kia nó kia nó thấy mình rồi Đậu ông đứng dưới nè Cho tụi mày nhìn luôn à! <cười> <cười> các bạn giờ Nó đã bắt mình một cách dễ dàng Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này Các bạn nghĩ sao về cái nhân vật Landerman Ribby Pasta, Chuyên bắt cóc trẻ con Bắt cóc cả mình luôn mới ghê chứ Rồi và cảm ơn các bạn đã xem Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình 50 ngàn like Cùng mấy đó là xem quảng cáo hoặc là bấm vô quảng cáo nếu các bạn là fan chân chính của mình nha. Fan chân chính các bạn. Rồi và hẹn gặp lại sau. Bye bye.